Đại pháp tài lộc, thần tài gọi tên, tiền bạc vào nhà liên tục. Đây chính là những con giáp sẽ đón nhận vận may đặc biệt trong cái ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, chỉ cần bước sang ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch năm 2024 thì tài vận của những con giáp này sẽ vô cùng là bùng nổ. Được thần tài chiếu cố nên là những cơ hội kiếm tiền làm giàu sẽ liên tục tìm đến những con giáp này đặc biệt là đối với những người mà đầu tư kinh doanh ấy, thì đây là lúc các bạn cần phải mạnh dạn phát huy cái thế mạnh của mình để có thể xây dựng được một cái cuộc sống viên mãn hạnh phúc đủ đầy. Bên cạnh đó, một vài người có thể sẽ nhận được những cái khoản tiền lộc lá từ những người thân trong gia đình hay từ bạn bè. À, về vận trình tình cảm thì những người độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa kia phù hợp với mình. à Các bạn hãy gì cởi mở hơn trong chuyện giao tiếp và để mở lòng mình để đón nhận những cái sự quan tâm từ những người khác. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn tài lộc trong cái ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 âm lịch ngày Tân Hợi. À, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý vị thân mến, chúng ta biết chúng ta có ngày Tân Hợi là ngày 19 tháng 3 ấy, thì chúng ta cục diện là dần hợi là lục hợp. Vậy nên những người tuổi dần sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 âm lịch. Những người tuổi dần được cục diện dần hợi lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ nên cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ gặp nhiều cái may mắn. À, những người đang muốn thay đổi cái công việc đi làm ăn xa ấy, hoặc là vay vốn làm ăn ấy, thì cũng sẽ được bể trên giúp đỡ, suôn sẻ, hanh thông như ý. À, các bạn chỉ cần làm việc bằng cái tâm và không đơn lẻo thì sớm muộn gì cái thành công cũng sẽ mỉm cười với các bạn. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì cái chuyện tiền bạc của những người tuổi dần cũng khá là may mắn nhờ có chính tài nâng đỡ nên là những người tuổi dần không cần phải quá lo lắng nhiều về vấn đề lương thưởng tiền bạc. À, các bạn cứ tận tâm với cái công việc hiện tại thì đồng tiền của các bạn nhận được cũng sẽ vô cùng là xứng đáng. Làm gì thì cũng chừa cho mình một cái đường lui. Nên những người tuổi dần ấy không bao giờ bị hao tài ngược lại, còn có thể nhận được những cái phần thưởng xứng đáng nữa. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi dần cũng được tốt đẹp nhờ được cục diện là gì? Hợi thủy sinh cho dần mộc. Vậy nên được cục diện ngũ hành tương sinh, à, những người tuổi dần ấy sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi hơn mọi ngày. Nhiều người có ấn tượng tốt với các bạn khi mà giao tiếp. À, các bạn trẻ tuổi trong thời gian này cũng khá là vượng duyên hay được người khác trợ lực giúp đỡ, đặc biệt là được những người khác giới để ý. Và hôm nay có thể gì à, nhận một lời hẹn hò nào đó từ những người khác. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và cái vận trình tiền bạc tài lộc của mình, ấy, những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi Mão. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Mão được cục diện tam hợp là hợi Mão Mùi nó chiếu cố nên những người tuổi Mão không gặp phải cái khó khăn nào quá lớn cho công việc. À, các bạn là những con giáp cẩn thận nên làm gì cũng sẽ rất tỉ mỉ chín chu hiếm khi để xảy ra những sai sót bên cạnh đó à, các bạn buôn bán thì khá hợp khách hàng đấy và gì quý vị cũng là những người niềm nở và biết lắng nghe biết lắng nghe à, vậy nên cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ hộ của rất nhiều người đặc biệt là khách hàng lạ phải cả quen nữa ở à, trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi mão cũng đi lên do có thiên tài nó trợ mệnh À, bản mệnh cũng không cần phải quá lo lắng về cái áp lực tài chính đè nặng lên vai. À trong ngày hôm nay thì nhiều người cũng sẽ đi trả nợ hoặc là gì à, được trả nợ. Những người tuổi này có thể thử vận may của mình bằng cách là à, săn hàng giảm giá hay là mua vé mua vé số ấy, thì cũng rất dễ có cơ hội trúng thưởng. Lộc tuy nhỏ nhưng cũng sẽ khiến cho quý vị vui vẻ cả ngày. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái chuyện tình cảm cũng tốt đẹp nhờ cục diện là hợi thủy sinh cho mão mộc được cục diện ngũ hành tương sinh lại thêm cục diện tam hợp với tương trợ nữa vậy nên cả bạn và người ấy đều dành nhiều thời gian quan tâm từ đó có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau nhiều hơn à, hôm nay cũng là một cái ngày tốt để quý vị có thể tính đến cái chuyện là buôn bán làm ăn cầu tài cầu duyên hoặc là đi ký kết những cái hợp đồng lớn thì cũng sẽ là vô cùng là có lợi nhé vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vào đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. Thì nó vẫn nằm trong cái bộ tam hợp hợi mão mùi, nên là trong ngày hôm nay thì những người tuổi mùi có nhiều cái tin tốt nó kéo đến. À, trong công việc lại có thêm thiên, thiên ấn nó độ mạnh nữa. Vậy nên hôm nay ấy, thì cái quyền làm chủ, quyền bày tỏ ý kiến của các bạn cũng sẽ rất là cao. À, bên cạnh đó, những người tuổi những người tuổi bên cạnh đó, những người tuổi mùi cứ tự tin vào bản thân và nghĩ thoáng ra thì sự nghiệp cũng sẽ được thăng tiến rất là nhanh chóng trong thời gian tới. À, con đường tiền bạc của các bạn cũng được tốt đẹp nhờ được cục diện tam hợp nó nâng đỡ bản mệnh sẽ gặt hái được khá nhiều cái thành tích đáng kể bằng chính cái năng lực bằng chính cái sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua và hôm nay là các ngày mà bạn cũng có lộc buôn bán kinh doanh à, hoặc là ăn uống ấy nếu mà càng đi làm thì lại càng dễ có tiền đó đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh hoặc là những người làm nghề tự do ấy, thì lộc lá nó cũng bất ngờ nó ập đến quý vị buôn may bán đắt làm gì cũng dễ dễ ra tiền à, thêm nữa cái đường tình duyên của những người tuổi dần trong thời gian này thì nói chung ấy À, nói chung cũng không được may mắn như cái vận trình tiền bạc do cục diện là gì à, mùi thổ nó khắc hợi thủy vậy nên cục diện ngũ hành nó xung khắc công việc thì bận bộn bề mà có giáp này thì liên tục vướng phải những cái bất đồng tranh cãi từ tình yêu từ gia đình à, các bạn sẽ vất vả vì con cái hoặc là người lớn tuổi trong nhà quý vị hãy cố gắng làm sao để cho dĩ hòa vi quý đặt mình vào vị trí của người khác để mà để mình gì để mình hiểu được, rõ hơn nhé. Vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến, những người tuổi thìn trong ngày hôm nay thì do có quý nhân tương trợ giúp đỡ, được chính Ấn nó sai chiếu, nên những người tuổi thìn làm việc với phong cách là thông thái nhanh nhở hơn những ngày thường, hơn những người khác. À, các bạn không thích làm việc kiểu hời hợt, ăn không nói có, à, chữ tín cực cao nên là rất hợp với những người khó tính. À, tuy nhiên, để vươn xa hơn nữa thì các bạn cũng cần phải có tinh thần cầu tiến, chịu khó nghe lời những cái đóng góp ý kiến của những người khác. À, bên cạnh đó trong ngày hôm nay ấy, thì các chuyên gia tử vi học cũng có nói các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi thường xuyên Đấy. và cũng gì không có nhiều cái thời gian để nghỉ ngơi vì cái chuyện cơm áo gọi tiền nhưng bản mệnh đừng tự tạo ra cái áp lực cho bản thân à, chuyện đâu thì sẽ còn có đó tiền bạc không phải là cái chuyện quá to tát như các bạn vẫn nghĩ các bạn nghĩ thoáng thì làm gì cũng sẽ được nhẹ đầu hơn bên cạnh đó cái vận tình duyên thì nó xuống dốc vì gặp cục diện là gặp thổ thủy là sông khắc À, quý vị nên cẩn thận hơn khi mà đi ra ngoài đường, tránh để cho con cái đến những nơi gần sông nước. Cũng không nên lơ là với những người già, người lớn tuổi trong gia đình vì cần phải để mắt nhiều hơn đến 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 họ. Và để gia tăng thêm cái may mắn bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi tuổi thìn ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. À, những người tuổi Tý trong ngày hôm nay thì nói chung là cái vận trình công việc khá là thuận lợi hanh thông do được cục diện tam hội là hợi Tý Sửu nó tương trợ nó giúp đỡ. À, các bạn là những người khéo léo trong cái việc thu hút khách hàng nên là bán đắt hàng cũng là cái chuyện đương nhiên à, trong ngày hôm nay ấy, à, nó còn tốt cho những ai mà muốn đi xa làm ăn hay là hợp tác làm ăn với những người khác à, nói chung đi xa thì cũng sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng có giá trị cao à, đường tiền bạc thì cũng được khởi sắc nhờ được thực thần nâng đỡ ngoài công việc chính ấy, thì nhiều bạn trong cái thời gian này ấy, cũng còn chịu khó bươn trải để kiếm thêm những cái thu nhập bên ngoài trời xanh có mắt thương cho những người tuổi này số vất vả nhưng lại chịu khó à, không sợ khó khăn nên là cũng có đồng ra đồng vào ăn no mặc ấm bên cạnh đó cái vận trình tình cảm nó cũng ở mức bình ổn vì được gì hai hành thủy nó tỷ hòa hợi thủy tí thủy là tỷ hòa đôi lúc các bạn cũng khá là nóng tính làm phật ý những người thân nhưng vì họ quá quen với tính cách của bạn nên là cũng dễ dàng bỏ qua những người lớn tuổi trong nhà thì cũng khó tính nói nhiều nhưng mà vẫn được con cái quan tâm nhiều hơn vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn và giúp cho gia đình được hòa hợp thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 3 không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu thì cũng nằm trong cái bộ tam hội hợi tí xỉu vậy nên những người tuổi xỉu cũng là một trong con giáp may mắn trong ngày hôm nay bên cạnh đó những người tuổi xỉu lại có thiên ấn nó trợ mệnh nó giúp đỡ à, nó sẽ giúp cho những người tuổi xỉu biết hôm nay là một ngày mà quý vị không chịu lép vế trong công việc ngược lại các bạn còn tự tin hơn những ngày khác nhờ sự quyết đoán và cái sự uy tín của mình nên là những người tuổi tuổi xỉu ấy cũng luôn được mọi người tín nhiệm các bạn sẽ giành được những lợi thế về phía mình nhưng mà cũng đừng quá kiêu ngạo kẻo làm mất đi cái mối làm ăn tốt thêm nữa cái vận trình tài lộc nó cũng tốt đẹp nhờ có cục diện tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ à, những người tuổi xíu sẽ có những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp nó mang lại cái cơ hội kiếm tiền cho họ à, trong thời gian này thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ những người thân thiết nên là cũng không gặp phải cái khó khăn quá lớn nào liên quan chuyện tiền bạc à, bên cạnh đó thì vận trình tình cảm cũng không được tốt vì gặp cục diện là gì sửu thổ khắc hợi thủy Vậy nên các bạn trẻ tuổi, những người tuổi xỉu ấy thì cứ sáng nắng chiều mưa khiến cho nửa kia cảm thấy mệt mỏi khi phải chiều theo ý của các bạn. À, con gái thì cũng ngang ngược hay cái lại trái mẹ. Quý vị cần phải cẩn thận, đấy cẩn thận trong giai đoạn này. Vợ chồng rất dễ xảy ra những xung khắc. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi mang lại cái hạnh phúc gia đình cũng như là mang lại cơ hội kiếm tiền cho những người tuổi xỉu ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 âm chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi dần, hai tuổi mão, ba tuổi mùi, bốn tuổi thìn 5 tuổi tí 6 là tuổi xíu Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh Và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị Trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn